Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Hôm nay ngày mùng 7 tháng 1 năm 2020 thì chúng tôi lại tiếp tục làm clip giới thiệu tới toàn thể quý vị các bạn trên toàn quốc những bộ trường kỷ bằng gỗ gõ đỏ đây. 100% chúng tôi làm bằng chất liệu gỗ gõ đỏ và được chọn vân tỉ mỉ kỹ lưỡng. Tôi đang hoàn thiện là 4 bộ trường kỷ đây: gỗ gụ, gỗ lim, gỗ gõ đỏ, rất nhiều để cho quý khách chơi Tết. Thông số của bộ ghế trường kỷ này như sau: ghế già là chúng tôi làm khuôn mặt là 1m90, sâu 57, tính cả phủ bì là vào 2m02. Bộ trường kỷ này là chúng tôi làm theo đơn đặt hàng của khách hàng ở Hà Nội kê vào nhà thờ. Quý khách đã đặt là 2 bộ trường kỷ gỗ gõ đỏ, 1 bộ gỗ lim và 1 bộ gỗ gụ. Đây là loại chung, chọn vân rất là đẹp. Bộ này là quý khách đã đặt là toàn bộ phần vách là vách chữ nhật, đục 4 mùa tứ quý, vách giữa đục sen cò. Còn 2 bộ gỗ gụ và 1 bộ gỗ lim chúng tôi đục lòng chảo. 100% là vân thật tự nhiên. Quý vị nào muốn sở hữu bộ sản phẩm như này thì liên hệ ngay tới Đồ Gỗ Hiền Lành qua hai số điện thoại 0986 883349 hoặc 0985 226684. Trong dịp Tết này chúng tôi ra rất nhiều bộ sản phẩm đẹp. Đây, tôi sẽ quay đến chiếc bàn này. Chiếc bàn này chúng tôi làm kích thước là 53 x 1m17. Chiếc ghế dài đây, chiếc ghế dài thứ hai đây, được chọn vân rất đẹp, toàn bộ vách đục tứ quý nhá. Mặt ván chúng tôi làm dài 2 phân. Tôi đã chọn vân rất là kỹ. Quý vị nào muốn sở hữu bộ sản phẩm như này thì liên hệ ngay tới Đồ Gỗ Hiền Lành 0986 883349. Chúng tôi là nghề gỗ La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Toàn bộ phần vách này chúng tôi làm dày 3 phân, đục đục tứ quý. Đây cũng là một bộ trường gỗ gõ đỏ nữa, cũng được chọn vân, nhưng chúng tôi đục 3 vách là lòng chảo tứ quý oval. Đây quý vị có thể so sánh được hai bộ đây. Bộ này chúng tôi đã loát lên rồi thì là chúng tôi vách hình chữ nhật, được chọn vân rất đều đẹp. Tôi liên tục ra những siêu phẩm cho quý vị thưởng thức trong dịp Tết đây. Đây là người thợ ông tôi đang ráp những bộ minh quốc nghề cột 20. Đây là một chiếc ghế trường kỷ nữa đây, của bộ vách tứ quý lòng chảo đây, cũng được chọn vân, chọn gỗ rất đều đẹp. Bộ này là bộ trường kỷ chung bằng gỗ gõ đỏ. Chúng tôi sản xuất chủ yếu là gỗ gõ đỏ và gỗ gụ, gỗ lim. Để quý vị nào muốn sở hữu thì liên hệ ngay tới Đồ Gỗ Hiền Lành 0986 883349 hoặc 0985 226684. Trường kỷ là chúng tôi có làm xoáy ốc ở phần tay và phần vai. Quý vị hãy để ý kỹ phần xoáy ốc đây. Và toàn bộ phần khuôn mặt được chúng tôi đã chọn vân. Đây chúng ta cùng xem lại một lần nữa vân của chiếc mặt đây. Đây là chiếc bàn của bộ số 2 đây. Chiếc bàn của bộ số 2 bằng gỗ gõ đỏ đây. Vân rất đều đẹp. Cũng là kích thước 53 x 1m17.
Đây, chúng ta cùng chiêm ngưỡng lại bộ trường kỳ gỗ gõ đỏ đây, đã được lót lên rồi đây, vần rất đẹp. Hiếm có bộ trường kỳ nào được như này. Quý khách đã đặt chúng tôi từ rất lâu rồi, hôm nay chúng tôi mới chọn vân xong, dựng mộc và đi vào quy trình hoàn thiện này. Để tôi tiếp tục quay quý vị xem những bộ trường kỳ bằng gỗ vụ đây. Gỗ vụ thì thường là không có vân đẹp bằng gỗ gõ đỏ, cũng là vách đục tứ quý. Đây là cũng là một đơn khách hàng ở anh đặt 4 bộ đây, 2 bộ gỗ đỏ, 1 bộ gỗ lim và 1 bộ gỗ vụ. Đây là bộ vách đục oval lòng chảo. Kích thước thì là như nhau rồi, tôi không nói lại nữa, cũng giống như bộ gỗ đỏ, chỉ là chất liệu gỗ khác nhau thôi. Một bộ là chất liệu gỗ đỏ, 1 bộ chất liệu gỗ vụ. Tôi đang hoàn thiện rất nhiều trường kỳ cho khách hàng đây. Cảm ơn quý khách đã theo dõi video, đã đăng ký kênh. Quý vị hãy đăng ký kênh để ủng hộ cơ sở và cập nhật những video mới nhất. Những bộ chọn vân như này thì thường nó có giá thành là đắt hơn so với bộ bình thường. Thì quý vị hãy liên hệ ngay tới Đồ Gỗ Hiền Lành để đặt hàng qua hai số điện thoại 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi tư vấn hoàn toàn miễn phí. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo. Mọi người hãy nhấn đăng ký kênh để cập nhật video mới nhất.